Chương thứ 5. Tương ưng sanh. Mắt, nhân duyên ở Savatthi, này các tỷ kheo, sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của mắt là sự sanh của khổ, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết. Sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý là sự sanh của khổ, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết. Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt của sắc là sự diệt của khổ, sự lắng dịu của bệnh hoạn, sự chấm dứt của già chết. Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý là sự diệt của khổ, sự lắng dịu của bệnh hoạn, sự chấm dứt của già chết. Sắc như kinh trên chỉ thế vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thức như kinh trên chỉ thế vào nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Xúc như kinh trên chỉ thế vào nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Thọ như kinh trên chỉ thế vào thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Tưởng như kinh trên chỉ thế vào sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Tư như kinh trên chỉ thế vào sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Ái như kinh trên chỉ thế vào sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Giới như kinh trên chỉ thế vào địa, thủy, hỏa, phong, không, thức giới. Uẩn như kinh trên chỉ thế vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức uẩn,